Cũng giống như đội tuyển Pháp, đội tuyển Italia cũng đang có một chuỗi toàn hòa sau khi giành chức vô địch Euro 2020 trước đội tuyển Anh. Tuy nhiên thì hòa cũng được tính là bất bại và đó chính là lý do mà thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini vẫn vừa đi vào lịch sử với một cột mốc ấn tượng. Mặc dù đã bị cầm hòa trong cả hai trận đấu trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Bulgaria và Thụy Sĩ, tuy nhiên đội tuyển Italia cũng đã nối giải thành tích bất bại của mình lên con số 36 trận đấu liên tiếp. Lần cuối cùng mà đội bóng của huấn luyện viên Roberto Mancini để thua đã là từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 trước đội tuyển Bồ Đào Nha tại Nations League. Kể từ đó thì đội tuyển Italia đã chơi 36 trận, có 29 trận thắng và hòa 7 trận, trải dài từ vòng loại của Euro 2020 tới Nations League, tới vòng chung kết của Euro 2020, vòng loại của World Cup 2022 và các trận đấu giao hữu. Thành tích này của đội tuyển Italia đã bắt kịp kỷ lục 36 trận bất bại của đội tuyển Brazil thiết lập nên từ năm 1993 cho tới năm 1996 dưới thời của hai huấn luyện viên là Carlos Alberto Pereira và Mario Zagallo. Và điểm chung của cả hai đội bóng này đó là việc đều đã có được một danh hiệu lớn trong suốt quãng thời gian lập nên kỷ lục đó, như chiếc vô địch tại Euro 2020 của đội tuyển Italia và chiếc vô địch tại World Cup 1994 của đội tuyển Brazil.